Xin chào quý các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Video ngày hôm nay thì xin mời quý các bạn cùng Đức Anh tiếp tục trải nghiệm một trong những bộ dàn nghe nhạc rất là đẳng cấp. Sự xuất hiện của một trong những mẫu loa đình đám đến từ thương hiệu Revel, một trong những thương hiệu mà thuộc tập đoàn Hackman. Nói đến Hackman thì chắc chắn quý các bạn đã biết rồi, đây là một trong những tập đoàn rất là đình đám trên thế giới về sản xuất các thiết bị âm thanh cao cấp như những dòng sản phẩm của JBL hay Crown. Trong bộ dàn ngày hôm nay chính là cặp loa Revel F36 hay tên đầy đủ còn gọi là Revel Concerta 2 F36. Đây là một trong những model lớn nhất trong dòng loa high-end tầm trung Concerta 2 của thương hiệu nừng danh Revel. Với mẫu loa cột Revel Concerta 2 F36 này có cái ngoại hình được thiết kế khá là cuốn hút, được thiết kế theo nhiều phong cách hiện đại, khá là đơn giản nhưng mà lại hòa nhập được với nhiều cái không gian nội thất trong gia đình khác nhau. Về phần kỹ thuật thì Revel Concerta 2 F36 được xây dựng cấu trúc loa cột 2,5 đường tiếng nhưng trang bị tới 4 củ loa, bao gồm một loa cheater dạng vòm có cái đường kính là lên tới 25,4 mm và có 3 loa woofer hình nón màng nhôm là Alos Z và đường kính lên tới 16,5 cm. Trong đó thì loa cheater sẽ đảm nhiệm các giải tần số cao từ 1,8 kHz, một củ loa woofer sẽ đảm nhiệm cái giải tần số dưới 1,8 kHz và hai củ loa woofer cuối cùng thì đảm nhiệm cái giải tần số sâu nhất dưới 600 Hz. Thiết kế này tạo ra cho chúng ta một cái cấu trúc dòng loa hai đường tiếng với khả năng đáp ứng được các tần số rộng và tái tạo âm thanh rất là hiệu quả, cân bằng ở cả ba giải âm tần, đó là âm trung, cao và trầm. Ngoài ra thì dòng loa Revel F36 này có những công nghệ cực kỳ vượt trội được ứng dụng ở bên trong. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là công nghệ ống dẫn sóng Acoustic Lamp thế hệ thứ tư, hoạt động như một cái cấu trúc dạng kèn ngắn dùng cho loa cheater. Và cùng với đó chúng ta sẽ được cảm nhận một cái công nghệ mới, đó là công nghệ thoát hơi Constant Pressure Gradient Pulse Design, có nhiệm vụ là sẽ điều tiết các dòng không khí lưu thông vào thùng loa một cách hạn chế nhiễu loạn và tận dụng các hiệu ứng có lợi, giúp tăng cường các giải âm trầm cả về chiều sâu cũng như là cường độ âm thanh đưa ra. Và hiện tại thì mẫu loa Revel F36 này đang có cái mức giá tham khảo ở trên trang web của Bảo Châu Lex là 47.800.000. Và ngày hôm nay trong bộ dàn này thì chúng tôi sẽ ghép đồng bộ với một chiếc ampli đến từ thương hiệu Anh Quốc, đó là mẫu ampli Arcam SA20. Đây là một trong những mẫu ampli tích hợp lớn nhất trong dòng sản phẩm HDA thế hệ mới của thương hiệu Anh Quốc Arcam. Và chiếc ampli này được thiết kế khá là đẹp với cái kích thước rất là nhỏ gọn. Hình dáng bên ngoài, lớp bảo vệ bên ngoài chính là một lớp vỏ bằng kim loại rất là dày và được phủ một lớp sơn nhám tĩnh điện rất là đẹp mắt. Phía trước đó là logo thương hiệu Arcam này, tên sản phẩm SA20. Một nút điều chỉnh volume âm lượng to nhỏ ở đây rất là rõ và rất là dễ dàng chỉnh. Đường phone, đường AUX, các đường tín hiệu đầu vào mà chúng ta có thể sử dụng, có thể chọn rất là dễ dàng bằng các nút điều chỉnh ở phía trước. Và đương nhiên rồi, nổi bật chính giữa đó là một màn hình LED rất là to để có thể quý bạn có thể thấy được toàn bộ cái chế độ thông số của chiếc ampli này đang hoạt động. Nút tắt bật nguồn và cái đèn hiển thị nút báo nguồn ở ngay đây màu xanh khi chúng ta bật lên, và khi chúng ta tắt thì nó sẽ chuyển sang chế độ màu đỏ. Và những dòng chữ như power thì được dập nổi màu trắng ở đây. Mỗi một chiếc ampli nghe nhạc thì về mặt sau nó cũng khá là đơn giản đúng không quý các bạn? Nguồn cắm đầu vào này. Đối dòng ampli này thì nó chạy cả nguồn 220 và 110 nhá. Đó, tùy từng nguồn điện thì chúng ta có thể gạt chế độ này. Đường LED này, đường RS232 này, USB, có một chế độ đường cổng quang này và đường AV này bên này. Và chúng ta có thể thấy được các đường analog input thì nó có cái đường CD này, PVR, đường STB và đường tín hiệu follow lấy từ mâm đĩa than. Phía bên này thì nó có đường red out để lấy tín hiệu output ra. Cổng bắt loa thì được thiết kế cũng khá là to và bảo vệ bên ngoài bằng lớp nhựa rất là tốt. Bên trong thì hoàn toàn là bằng đồng nhé quý bạn, để cho cái chân tiếp xúc này tốt nhất. Và đây là một trong những chiếc ampli rất là đặc biệt khi được trang bị cho mình một cái bộ khuếch đại Clap G rất là độc đáo, nổi bật với cái tính năng là ít tiêu hao điện này và tạo ra cái công suất rất là mạnh mẽ, chất lượng âm thanh rất là tốt. Clap G thì nó là một cái trường hợp khá là thú vị. Thực tế thì đây nó là một trong những cái phiên bản nâng cấp từ Clap AB hơn là một cái phân lớp riêng. Với chiếc ampli này nó sử dụng cái bộ khuếch đại công suất đầu ra lên tới 90W trên một kênh ở chế độ 8 ohm
và đạt 150W trên một kênh ở chế độ 4 ôm. Một con số khá là ấn tượng so với lại cái vóc dáng rất là nhỏ gọn của chiếc Amply này. Với thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ hiện đại và mức công suất rất là tuyệt vời, mẫu Amply Arcam SA20 này hiện tại đang có mức giá tham khảo tại Bảo Châu Lex là 35 triệu đồng. Và ngay bây giờ, phần quan trọng nhất đó là phần test âm thanh của bộ dàn nghe nhạc ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Đức Anh trải nghiệm âm thanh. Hôm đơn đêm khuya giữa con mưa cao, ngày đầu tiên mới như hôm nào. Cố sắc mơ quay quay cũ, thấy em xa cuộc vui. Đèn hắt hiu soi dáng về cô đơn. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ướt duyên tình vẫn thương bên ngoài gió mưa, sao buồn vắng thích những thể loại loa nghe nhạc thì chắc chắn các bạn đã có những cái ý kiến đánh giá riêng của mình về chất âm của bộ dàn nghe nhạc ngày hôm nay phải không nào? Và riêng với cá nhân Đức Anh thì hiện tại bộ dàn này nó khá là tốt và đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng và đúng chuẩn một bộ dàn nghe nhạc high-end trong gia đình. Với cặp loa mà trong tầm 50 triệu trở lại thì thực sự nó đã được đánh giá rất là nhiều bởi các tạp chí âm thanh trên toàn thế giới đã đánh giá lên một trong những chiếc loa rất là xứng tầm và một trong những chiếc loa đáng tiền nhất ở phân khúc dưới 50 triệu đồng. Và sự kết hợp hòa quyện với một chiếc Amply Arcam SA20, một trong những mạch công suất có cái hiệu năng cao, sử dụng một bộ mạch khuếch đại Class G độc đáo và riêng biệt với các mạch giải mã cực kỳ cao cấp, tạo ra những cái âm thanh rất là trong trẻo khi kết hợp với những dòng loa nghe nhạc khác nhau, đặc biệt là phiên bản Revel F36 ngày hôm nay. Và hiện tại thì bộ dàn này đang có mức giá tham khảo là 82.800.000 đồng. Tuy nhiên, quý bạn sẽ nhận ngay ưu đãi giảm giá lên tới 17%. Giá của bộ dàn chỉ còn 68.724.000 đồng để quý bạn có thể sở hữu ngay cái bộ dàn nghe nhạc ngày hôm nay, gồm một cặp loa Revel F36 và một chiếc Amply Arcam SA20. Ngoài ra, quý bạn sẽ được tặng kèm theo một bộ dây loa Gold Balana FP225 trị giá lên tới 2.500.000 đồng. Và nếu như quý bạn yêu thích bộ dàn nghe nhạc ngày hôm nay, có thể liên hệ trực tiếp tới số tổng đài là 1900 0255 của Bảo Châu Lex hoặc truy cập website bảochaulex.com để có thể đặt hàng ngay từ bây giờ. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video này của chúng tôi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!